Google Assistant và Apple Siri, trợ lý ảo nào thông minh nhất? Kể từ khi Apple trang bị Siri lên nền tảng iOS 4 vào năm 2011, cuộc đua phát triển trợ lý ảo đã trở nên nhộn nhịp hơn và giờ đây, trợ lý ảo đã trở thành một phần không thể thiếu trên các thiết bị di động. Có thể kể đến những trợ lý ảo phổ biến nhất trên nền tảng di động như Siri của Apple, Google Assistant, Microsoft Cortana, Bixby của Samsung hay Duolingo của Baidu. Trong số các trợ lý ảo, được sử dụng phổ biến nhất và tích hợp vào nhiều thiết bị khác nhau có thể kể đến Amazon Alexa. Google Assistant và Apple Siri. Vậy trong số ba trợ lý ảo được sử dụng nhiều nhất này, trợ lý nào có thông minh nhất, có khả năng đáp ứng và trả lời câu hỏi của người dùng được chính xác nhất? Loop Ventures, một công ty đầu tư mạo hiểm vào lĩnh vực công nghệ, có trụ sở tại thành phố Minneapolis, Mỹ, đã tiến hành một bài kiểm tra để xác định xem trợ lý ảo nào trong số nào thông minh nhất trong số ba trợ ảo đang được sử dụng phổ biến hiện nay. Khi đưa ra 800 câu hỏi và yêu cầu về tác vụ để chấm điểm khả năng phản hồi và mức độ chính xác trong các câu trả lời được trợ lý ảo đưa ra, các câu hỏi được chia ra lầm 5 lĩnh vực, bao gồm địa phương, thương mại, chỉ đường, tìm kiếm thông tin và khẩu lệnh. Các bài kiểm tra được tiến hành với trợ lý ảo hoạt động trên smartphone và các phản hồi có thể được đưa ra bằng cách hiển thị kết quả trên màn hình smartphone hoặc hồi đáp bằng âm thanh từ các trợ lý ảo. Kết quả cho thấy Google Assistant đã có thể hiểu được toàn bộ 800 câu hỏi và trả lời chính xác 93% trong số các câu hỏi đó. Trợ lý ảo Siri của Apple hiểu được 99,8% các câu hỏi và tỷ lệ phản hồi chính xác là 83,1%. Alexa cũng hiểu được 99,9% trong tổng số 800 câu hỏi, nhưng tỷ lệ phản hồi chính xác lại ở mức thấp nhất, chỉ 79,8%. Như vậy kết quả cuộc thử nghiệm của Loop Ventures cho thấy, Google Assistant là trợ lý ảo thông minh nhất trong số 3 trợ lý ảo được sử dụng phổ biến hiện nay, xếp sau là Siri của Apple và Alexa của Amazon.